Sáng nay, đoàn công tác do trưởng ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nuôi và sinh viên tham gia chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố. Đoàn đã đến thăm và động viên gia đình bà Đỗ Thị Phương Anh, phường Bến Nghé, quận 1, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thư, phường 14, quận 10 và gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Tú, phường 14, quận 5. Đây là các gia đình tham gia hỗ trợ từ 2 đến 3 bạn sinh viên Lào học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và cảm ơn các gia đình đã chia sẻ, ủng hộ chủ trương của thành phố trong việc tạo điều kiện cho các em sinh viên Lào Campuchia được làm những người con trong gia đình để hiểu, chia sẻ, gắn bó, gần gũi đối với cuộc sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên Lào Campuchia được học tập tại thành phố, tạo điều kiện tiếp xúc hoạt động văn hóa của Việt Nam, hiểu về cuộc sống của gia đình Việt và mong muốn các bạn sinh viên Lào Campuchia xem Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh như ngôi nhà thứ hai của mình.